Hello, xin chào quý vị. Cảm ơn quý vị trở lại học tiếng Anh với Hạnh Lê. Và hôm nay mình học tiếp tục bài học số 2, Emotions, những cảm xúc. Và cũng giống như bài học số 1, Hạnh sẽ chia thành 3 phần. Phần thứ nhất là mình học về phát âm, pronunciation. Phần số 2 là vocabulary, từ vựng. Và số 3 là conversation, những cuộc trò chuyện. Và bây giờ Hạnh bắt đầu với học tiếng Anh với các bạn nhé. Pronunciation, phát âm. Circle, circle là vòng tròn. Circle, 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 circle là cái vòng tròn. Cái rạp xiếc là circus, circus, circus. Circus, circus là cái rạp xiếc, circus. Thành phố là city, 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 city là thành phố, city, city. Cái tế bào da, ví dụ là tế bào da đi ha, là cell, cell, cell. Cell, cell. Thế kỷ, bây giờ mình là thế kỷ 21. Thế kỷ là century, 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 century là thế kỷ. Thế kỷ 21 là 21st century, chứ không phải là 21 century nhé. 21st là thế kỷ thứ 21, 21st century, thế kỷ 21, century là thế kỷ. Nice, nice là thú vị, ở đây có vài cái ý nghĩa. Thứ nhất là thú vị hay là dễ chịu. Tốt, hấp dẫn, ngoan, tử tế, chu đáo đều là tốt hết. Nice, nice. Nice, nice, nice. Lúa, gạo hoặc là cơm đều là gọi là rice, rice, rice. Cơm cũng là rice, lúa, gạo cũng là rice, rice. Ở đây mình có gạo basmati. Rice là gạo Ấn Độ đó, mình hay gọi là gạo Ấn Độ, gạo dài dài. Thứ nhì là gạo nâu, brown rice, brown rice. Thứ ba là wild rice, gạo rừng, wild rice. Rice, rice là lúa, gạo hoặc là nấu thành cơm rồi, cũng là rice. Nước ép, nói chung là nước ép của trái cây, rau, rau quả, thịt, giống cái nước của thịt mình nướng, dạ, nướng mình mà nướng thịt á, cái nước thịt ra cũng có thể gọi là juice, 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 juice là có thể gọi là được coi như là nước ép trái cây cũng là juice. Thịt, cái nước ngọt của thịt ra cũng là juice, hoặc là nước ép của rau cải cũng là juice, juice, juice. Diêm dúa có vẻ hơi xa xỉ là fancy, lộng lẫy đó. Fancy, 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 fancy. Cơ hội hay là sự may rủi, sự tình cờ, sự có thể, sự có khả năng hay là khả năng có thể là chance. Chance, quý vị nhớ ở đằng cuối nha. Chance, chance. Ở đây là, ví dụ đây là second chance, cơ hội thứ nhì. Second chance là cơ hội thứ nhì. Last chance, cơ hội cuối cùng. Last chance là cơ hội cuối cùng. Chance, chance là cơ hội. Hay là sự may rủi, tình cờ, sự có thể thôi, sự có khả năng,
có khả năng có thể là chance, chance. Bánh ngọt hay là một miếng bánh cũng là cake, 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 cake là bánh ngọt. Hoặc là ai đưa mình một cái miếng bánh cũng là cake, cake, cake. Chiếc xe ô tô, car, 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 car là chiếc xe. Rắn hổ mang là cobra, 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 cobra là con rắn hổ mang, cobra. Hình nón hay là vật gì đó hình giống cái nón là cone, 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 nghe hơi giống trái bắp cũng là cone. Cho nên, nhưng mà viết khác nhé. Bắp là C-O-R-N, còn đây là C-O-N-E. Cone, cone đây là hình nón, cái vật gì giống cái nón. Cái hình nón là cone, cone. Máy điện toán, computer, 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 computer. Biểu tượng, cái tượng, hình tượng, thần tượng là icon, 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 icon. Thịt xông khói là bacon, 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 bacon. Châu Phi, châu Phi nói chung đây là Africa, 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 Africa hay là Africa cũng được. Africa, Africa, Africa là châu Phi. Nước Mỹ là America, 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 America là nước Mỹ, America. Nước Mỹ Tây Cơ là Mexico, 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 Mexico là Mỹ Tây Cơ, cái nước Mỹ Tây Cơ, Mexico, Mexico. Mình đã học xong phát âm, pronunciation, và trong phần 2 mình sẽ học tiếp tục là vocabulary, từ vựng. Mời các bạn bắt đầu.